Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh youtube Và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện Lúc bây giờ sau khi người cuối cùng tiến vào, cánh cửa không gian được đóng trở lại, không gian biến mất không thấy đâu nữa. Hào quang thu điểm tới tận cùng, tất cả đều tiến vào trong từng tòa hồng hoàng điện. Hư không trùng chuyển, mặc dù tất cả đã khôi phục bình thường, mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa. Chín tòa hồng hoang điện thu liếm hào quang, biến mất trong hư vô. Trước khi trùng chuyển, đây là lần cuối cùng có người tiến vào hồng hoang điện sau rung chuyển thiền địa sẽ như ban đầu hay không, tất cả không ai biết rõ ràng. Mọi người tiến vào trong hồng hoang điện, phiến hư không này trở nên nhộn nhạo, lập tức không ít thân ảnh giả đua xuất hiện trên hư không. Trong đó có một thân ảnh chính là hư thiền thánh cô. Một ngàn năm trăm năm, nó sẽ quả thật nhanh. Lúc này, trong trung truyền, không biết sẽ có thu hoạch gì. Nhân tộc cùng thú tộc, các người chắc chắn không có cơ hội đừng có quên, hiện tại hồng hoang điện số một nằm trong tay thường cùng mình chúng ta. Đồn đãi tuổi càng nhỏ, thiên phú càng cao, cơ hội cũng càng lớn. Từng tiếng nói vang vọng hư không, từng đạo thân ảnh xuất hiện, sau đó lại biến mất. Thông qua thông đạo, không gian quỷ dị, thân ảnh quần lục tiêu du xuất hiện trong di tích không nhỏ. Không gian chung quanh rung động nhẹ nhẹ, có khí tức chấn động sinh ra. Trong không gian này, không khí tràn ngập mùi hồng hoang, từ viễn cổ, người ta hô hấp cảm thấy rất thoải mái. Nhưng lúc này nguyên lực trong đan điền của lục tiêu du, cảm giác được hồng hoàng chỉ khí, nó trở nên vô cùng hưng phấn. Trong không gian xuất hiện, 98 cánh cửa đá, mỗi một cánh cửa đá đi thông đến một không gian. Đây chính là bên trong hồng hoàng điện, mọi người nên vào đi thôi. Thời gian 1.500 năm tận lực đột phá đi, hồng hoàng chi khí trong tiền địa cũng chỉ có hồng hoàng điện mới có. Lục Thiên Du nhìn 98 cánh cửa trong không gian này. Vâng, Lục Kinh Vân, Lục Dù Thược đều phân biệt tiến vào cánh cửa của riêng mình. Khi 98 người đi vào, 98 cánh cửa sinh ra kim quang. Lập tức, cửa đã biến mất không thay đầu nữa. Thời điểm mọi người biến mất, không gian này yên tĩnh và trống trải. Kim sắc quang mang thẩm thấu ra. Hồng hoang chi khí nồng đậm tích cực điểm. Chứng minh đời đầy chính đạp bảo địa trong tiền địa. Không phải người bình thường có thể nào đặt chân tới đầy được. Hôn đột ẩm dường quyết trên người vận chuyển, lục tiêu du há mồm, hấp thu hồng hoàng chi khí. Khi hồng hoàng chi khí tiến vào trong người, bị hôn đột ẩm dường quyết luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Năng lượng hồng hoang này chạy khắp nơi, phân biệt tiến vào đan điền khí hải, tiến vào không gian linh hồn, còn có tứ chi bách hải, tế tiến vào đan điền khí hải của hắn, linh hồn chấn động và hưng phấn. Khi tức hồng hoang rất nồng đậm đây. Ánh mắt của lục tiêu du chấn động, năng lượng hồng hoang cách biệt với hồng hoàng chi khí một trời một vực. Không hồ là hồng hoang điện có hồng hoàng chi khí nồng đậm nhất. Lục tiêu du cảm giác được chỗ tốt. Nếu người thường hấp thu suốt 1.500 năm, không thể nghi ngờ sẽ thoát thải hoán cốt. Có tranh tất cả mọi người một khi tiến vào hồng hoang điện. Sau 1.500 năm thực lực đại tiến, càng trọng yếu là thoát thải hoán cốt. Hơn xa những người bình thường Đối mặt với hồng hoàng trì khí Trong lòng lục tiêu du rất chờ mong Người thường hấp thu hồng hoàng trì khí Suốt 1.500 năm Có thể thoát thải hoán cốt Chính mình có được hỗn độn ẩm dương quyết Hiệu quả tốt có thể nghĩ Chỉ sợ mình sẽ đạt được chỗ tốt không khổng lồ Vô cùng thôi Không có gì bất ngờ xảy ra Thì mình sẽ đặt trần đền một độ cao mới Tiếng sấm nổ vô cùng mạnh Cùng một thời gian Kim đao màu vàng trong đầu lục tiêu du bắn ra hào quang. Lập tức, bộ đạo hào quang màu vàng bắn ra từ bi tâm của lục tiêu du. Kim quang bào phủ, cây kim đào màu vàng xuất hiện. Kim đào màu vàng xuất hiện ra, kim quang mang theo sát khí ngập trời bùng nổ. Cả hồng hoang điện run lên, uy áp cực lớn quách tán, làm cho lục tiêu du cảm thấy chấn động tâm thần. Tiểu tử, nhưng hồng hoàng chi khí này có tác dụng không nhỏ với ngươi, nhưng mà trên người của ngươi đã sớm hấp thu bảo vật, còn trân quý hơn cả hồng hoàng trì khí trong hồng hoàng điện này. Cho nên tác dụng của hồng hoàng trì khí với người chỉ có hạn. Tôi đã chỉ giúp người tăng thực lực lên mà thôi. Vốn ta cho rằng có thể giúp người hấp thu nhiều hồng hoàng trì khí cũng không tệ. Tác dụng cũng không có nhỏ. Nhưng mà hiện tại, muốn đạt được chỗ tốt lớn nhất, đào thung sẽ tìm giúp người. Kim đao màu vàng vừa dứt lời. Cây đao màu vàng tỏa ra sát khí ngập trời. Một không gian mới đã xuất hiện. Có bảo vật còn tốt hơn cả hồng hoàng chi khí sao? Ánh mắt ám động, lục tiêu du không chút giò dự. Tân ảnh áo bào xanh lóe lên, hắn bay vào trong không gian trước mặt. Lục tiêu du không biết kim đao màu vàng muốn dẫn mình đi tìm cách gì. Nhưng khi kim đao màu vàng phản ứng, sợ rằng bảo vật còn mạnh hơn hồng hoàng chi khí có tồn tại. Bảo vật này không phải người thường có thể có được đâu. Không gian trong hồng hoàng điện gần như vô biên vô hạn. Kim đao màu vàng xuất hiện kim quang, đường theo sát khí cấp tốc bành trướng thân ảnh của lục thiêu du hóa thành hào quang màu vàng cấp tốc đuổi theo phía sau đường như thế cũng làm cho lục thiêu du trong nội tâm âm thầm cân nhắc theo kim đao màu vàng trên người lúc này khí tức cùng bực này tốc độ đến xem thì sợ là cũng không phải khôi phục không ít cũng không biết qua bao lâu lục thiêu du cảm giác phía trước có hồng hoàng chi khí càng đông đậm hơn uy áp lạ lẫm cũng mạnh hơn rốt cuồng kim đao màu vàng cũng dừng lại. Lục tiêu du đứng bên cạnh kim đao màu vàng, lại nói, đào thúc, trong đây có bảo vật còn mạnh hơn cả hồng hoàng chi khí sao? Kim đao màu vàng truyền âm với lục tiêu du, tiểu tử người biết rõ cái gì, nhưng hồng hoàng chi khí kia có thể xưng là hồng hoàng chi khí sao? Nhiều nhất chỉ là ngụy hồng hoàng chi khí, so sánh với hồng hoàng chi khí chính thức còn kém xa đấy. Hồng hoàng chi khí còn có thật giả ư? Lục tiêu du nghe vậy, tặc lưỡi hỏi. Quỳ Hồng Hoàng trì khí cũng không phải ra giả, chỉ nói độ tinh thuần của nó kém hơn Hồng Hoàng trì khí kia rất nhiều. Cây đao màu vàng nói với Lục thiêu du, khẩu khí còn có khỉnh bỉ. Lục thiêu du, Lục tiêu du nhìn kim đao màu vàng, ánh mắt chấn động, yếu ớt nói. Đào thúc, ta còn nghe nói Hồng Hoàng Chỉ khí đã sớm bị các đại năng và cương giả viễn cổ hấp thụ cả rồi. Hồng Hoàng Chỉ khí hiện tại chỉ còn lưu một phần trong Hồng Hoàng Điện làm gì còn có hồng hoàng trì khí tinh thuần nhất? sợ rằng trong thiên địa đã không còn hồng hoàng trì khí tinh thuần nhất đâu. người nghe nói không có sai. lục trương sau thời điểm thiên địa sơ khai, tất cả hồng hoàng trì khí trong thiên địa đã sớm bị các đại năng và cương giả viễn cổ thổn phệ không còn, căn bản không thể tồn tại. hồng hoàng trì khí, hồng kiếp, nhưng ngày đó không có bao nhiêu người độ hồng kiếp, hồng hoàng trì khí tùy trần quý, nhưng căn bản chưa tới mức làm ba ngàn đại thế giới tranh đoạt điên cuồng. Kim đao màu vàng cảm thán một câu, trên thân đao màu vàng bắn ra không ít đao mang, dường như cực kỳ tự ngạo, lập tức lại nói với lục tiêu du. Nhưng mà các ngươi tìm không thấy, không có nghĩa là ta không tìm thấy. Hồng hoàng chi khí tinh thuần nhất trong tiền địa, làm sao trốn được bản chí tôn tìm kiếm cỡ chứ? Ta vừa tiến vào nơi này, ta đã phát hiện ra, hồng hoàng chi khí tinh thuần nhất, thật sự là vận khí, chờ sau khi hấp thu xong, ta sẽ tiến thêm một bước. Sau khi người hấp thu xong, sẽ tiến bộ không ít, cũng có thể lại thoát thải hoán cốt một phen. Đào thúc, ngươi vừa nói không phải những hồng hoàng chi khí tinh thuần nhất, bị các đại năng và các cường giả viễn cổ hấp thu hết rồi sao? Tại sao lại vẫn còn? Ánh mắt của lục tiêu du lập rẻ, nội tâm của hắn hiện tại vô cùng hưng phấn. Dựa theo cách nói của đào thúc, thì hôm nay hắn có vận khí không tệ. Kim Đào bầu vàng lại nói, Nơi này chính là điểm thiền địa, linh khí trong thiền địa hội tụ. Bao nhiêu năm qua, những người kia vào trong hồng hoang điện, hấp thụ ngụy hồng hoang chi khí, nhưng lại không biết hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, cũng không phải tùy ý có thể hấp thu. Thiên địa linh khí hội tụ đã bị phòng ấn lại, đại khái có thể quan sát một phen. Chính tòa hồng hoang điện là một đại trận, phòng ấn thiên địa linh khí hội tụ. Chính bởi vì như thế, bao nhiêu năm qua, hồng hoang chi khí tinh thuần lắng động lại, hẳn là có thể so sánh với thời kỳ viễn cổ. Thì ra là như thế sao? Bây giờ ánh mắt của Lục Tiêu Du đánh giá hư không quỷ dị chung quanh. Ánh mắt chuyển động, sau đó nghi hoặc hỏi kim đam màu vàng. Đào thúc cả, à, ở đây thật sự có hồng hoàng trì khí tinh thuần nhất sao? Vì sao ta lại không phát hiện ra nhỉ? Dễ dàng bị phát hiện như vậy, người cho rằng hồng hoàng trì khí còn có thể tới phiền người hấp thụ sao? Kim đam màu vàng kinh bỉ Lục Tiêu Du sau đó nói với lục tiêu dụ tiếp. Tiểu tử à, đi theo ta, hôm nay đau thúc mang người ăn ngon uống sướng nhá. Khi kim đao màu vàng dứt lời, trên thần đao sinh ra tiếng nổ như sấm. Sau đó, đao quang trói mắt bắn ra chung quanh. Một đao đao quang màu vàng mang theo sát khí khủng bố chém vào trong hư không, làm cho người ta nếu nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Một đao kia bổ xuống, năng lượng khủng khiếp phóng thích ra ngoài. Lục tiêu dù nhìn mà hãi khủng khiếp vía đao quang màu vàng xuyên thủng không gian, dễ dàng xuyên thủng không gian, chém ra một vết nứt không gian. Tiểu tử, mau vào đi, không gian này không dễ dàng mở ra, ta có chút thủ đoạn đặc thù, với thực lực của ta hiện tại, chỉ mở ra một lúc mà thôi. Kim đao màu vàng dứt lời, lập tức tiến vào bên trong. Đến hay lắm. Trong nháy mắt, khi vết nứt không gian sắp biến mất, lục tiêu du cũng lướt vào bên trong khen nứt. Hồng hoàng trì khí thật nồng đậm, Thời điểm lục tiêu du thả người tiến vào với nứt không gian, lập tức cảm giác hồng hoàng trì khí rất mạnh, áp vào người, còn mạnh hơn trong hồng hoàng điện rất nhiều. Trong đó, còn mang theo khí thức cổ xưa vô cùng đáng sợ nữa. Trong nháy mắt này, nguyện đàn chữ vạn ở trong cơ thể lục tiêu du run lên. Nguyện đàn chữ vạn cảm giác được cái gì đó. Trong hào quang, hoàng mang tự động bộc phát. Bây giờ, cảm thấy nơi này thật bất phàm. Trong vết nứt không gian này ánh mắt của lục tiêu du cũng run lên. Hắn biết nguyên đàn chữ vạn run lên, hiện nhiên nơi này có sự bất phạm đáng kể. Hồng hoàng trì khí lắng động ở dưới, nơi này chính là nơi thiền địa linh khí hội tụ lúc trước. Càng xuống dưới, uy áp càng lớn, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, người phải cẩn thận đây. Kim đao màu vàng tỏa ra đao quang, tiếng nói chuyển vào tai của lục tiêu du, sau đó trực tiếp phá không tiến xuống phía bên dưới. Lục Thiếu Du cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo đuổi Đào Quang, lại nói, "Đào thúc, Hồng Hoang chi khí cũng có nguy hiểm sao?" Kim Đao màu vàng đại nói, ta đoán qua nhiều năm như vậy, tiên địa linh khí hội tụ nhiều năm, tăng thêm nơi này bị phong ấn, sát khí hội tụ không biết bao nhiêu năm tháng, vạn nhân xuất hiện một ít vật quái dị thì không dễ trêu trọc đâu đấy." "Không thể nào, trong đây còn gặp nguy hiểm ư?" Ừ. Lục Thiếu Du nghe xong, cảnh giác chung quanh. Đạo thục nói, vấn đề này không dễ chọc, lục tiêu du cũng không ngủ xuẩn bỏ qua cảnh giác. Trong vết nứt không gian, hậu hoang chi khí càng lúc càng nồng nặng, càng xuống dưới, nó càng bình bồng không cách nào hình dung. khí thức này ép người ta phải quỷ xuống. Nhưng với tù vị của lục tiêu du bây giờ, vết nứt không gian không thể làm khó được lục tiêu du, nhưng càng xuống dưới, tốc độ kim đào màu vàng càng chậm, uy áp cũng mạnh hơn. Thân thể của lục tiêu du bị khí tức vô hình ngăn cản, giống như đằng xuống nước, xuống càng sâu, áp lực càng lớn. Bỗng dừng, ánh mắt của lục tiêu du nhìn thẳng, linh hồn nhạy cảm cảm ứng được có gì đó khác thường. Khí tức cực kỳ quỷ dị, mịt mờ, trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ở gần hắn. Bỗng dừng bên trái lục tiêu du xuất hiện một thủ ấn xuyên qua không gian, trực tiếp bao phủ lục tiêu du vào bên trong. Khí tức hồng hoàng rất mạnh ập tới. Bọn chuột nhặt nơi nào đánh lén, lăn ra đây cho ta. Lục Thiên Du hừ lạnh một tiếng, lôi đình tử kim tuôn ra, điện quang bao phủ các nơi. Trong vết nứt không gian này bị hào quang màu tím bao phủ, sau đó lôi đình tử kim bạo phát. Lôi đình tử kim mang theo tiếng sấm cực lớn, trong nháy mắt đánh thẳng vào thủ ấn vừa xuất hiện. Lôi đình hủy diệt bá đạo, cản quét các nơi. Thủ ấn kiên đổ tung, hồng hoàng chi khí nồng đậm bảo phủ khắp nơi này. Nhưng mà thủ ấn vừa bị phá hủy, ở bên cạnh không còn ba động nào khác. Thân ảnh của lục tiêu du dừng lại trong hư không, linh hồn lực nhạy cảm, cảm ứng không gian, sau đó sắc mặt hắn, âm trầm mà quát. Bọn chuột nhắt, xem người có thể trốn được bao lâu. Vừa dứt lời, áo bào xanh của lục tiêu du chấn động, lôi đình tử kim bạo phát, trên hư không xuất hiện đồi vần màu tím, điện quang bộc phát dữ dội, sau đó một đạo lôi đình tử kim hóa thành một con lôi ong một con lôi ong vừa ngừng tụ ra lục tiêu dụ bấm tay điểm một chỉ lôi ong gạo thét như sấm lập tức giường nành búa vút lao thẳng về phía trước không gian bị phá hủy điện quang màu tím bao phủ không gian chung quanh lực lượng đôi đình khủng bố bạo phát cả vết nứt không gian nhanh chóng sụp đổ lôi ong va và chạm vào không gian rất mạnh không gian càng sụp đổ nhanh hơn vị trí vết nứt không gian có ký thức âm hàn tà ác xuất hiện nhưng trong đó vẫn không có sinh đình nào đi ra hai lần ra tay đều không thể ép kẻ đánh lén xuất hiện sắc mặt của lục thiêu du càng ngày càng âm trầm ánh mắt càng ngày càng ngức trọng hơn hắn cũng là kết thủ ấn bỗng nhiên trong lòng bàn tay lục thiêu du xuất hiện điện quang rất mạnh sau đó hóa thành lôi đình tử kim rậm rạp như mạng nhện nương theo xu thế kinh tầm động phách lôi đình tử kim đánh thẳng vào trong vết nứt không gian kia vô số lôi đình cuồng bạo mang theo khí thế hủy diệt bá đạo và uy lực chấn nhiếp nhân tâm vô số vết nứt không gian bùng phát, dường như đã tùy thời sẽ phá hủy tất cả vậy. Lôi đình mang theo xu thế hủy diệt này cũng gây ra động tĩnh trong vết nứt không gian. Ký thức âm hàn tà ác cũng bùng nổ, không gian chấn động dữ dội. Hai đạo năng lượng va chạm vào nhau, không gian đùng đầy sắp đổ. Vô số lôi đình tử kim trực tiếp ngăn cản ký thức âm hàn tà ác. Lão tử xem người có thể ẩn thân được bao lâu? Lục tiêu du cũng đã bị đả kích năm lần bảy lượt ra tay, hắn còn chưa ép đối thủ xuất hiện. Nhưng mà tốt xấu gì, đối phương cũng có động tĩnh, hắn quát lớn một tiếng, sau đó cầm truy phong chiến thiền cùng trong tay. Kéo dây cùng, một mũi tên ánh sáng mang theo năng lượng khủng bố xuất hiện. Hắn buông tay, mũi tên xé gió, lao thẳng vào sâu trong vết nứt không gian. Mũi tên bắn ra kinh thiền động địa, sấm gió bùng nổ, năng lượng chấn động, làm không gian rung động. Muốn chết sao? Rốt cuộc sâu trong vết nứt không gian cũng có khí thức âm hàn bùng nổ âm thanh hơi không lưu loát sau đó khí thức âm hàn tà ác tràn ra trong nháy mắt sâu trong vết nứt không gian lại có thủ ấn không gian cực lớn vươn ra thủ ấn uốn lượn không gian như bị bóp nát trực tiếp cầm lấy mũi tên ánh sáng vào trong tay mũi tên ánh sáng không thể nhúc nhích năng lượng từ từ giằng co sau đó tiêu hóa không còn Đào mình ngầm lên như đong ngâm thân ảnh của lục tiêu du sinh ra thời không thác loạn lập tức xuất hiện trước bàn tay khổng lồ kia cầm huyết lục trong tay một đao chém thẳng xuống bàn tay khổng lồ khi tức đáng sợ bộc phát đao mang huyết sắc chém nát bàn tay khổng lồ và lúc bàn tay tan nát sinh ra hồng hoàng trì khí nồng đậm thì khi tức âm hàn tán giật trong không gian vô liêm sỉ người đã chọc giận ta dường như vật trong không gian ăn phải thiệt thòi giọng nói cùng đều đoát vang lên thời điểm này Hồng hoàng trì khí và khí thức âm hàn bùng phát một đạo thân ảnh xuất hiện trong vết nứt không gian lục tiêu du nhìn sinh vật vừa đi ra thân ảnh càng ngày càng rõ nó không phải người cũng không phải thú sắc mặt dữ tợn thân thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ khí thức tà ác ngập trời xen lẫn khí thức hồng hoàng nồng đậm sắc mặt dữ tợn lại có ba mắt khủng bố khí thức âm hàn tà ác xuất hiện còn mắt chính giữa sinh ra khí thức hồng hoang vô biên vô tận khiến người ta cũng phải khiếp sợ. Khí tức thật là mạnh, không giới hồng mộc lão quái. Đây là sinh vật khủng bố, loại gì? Lục tiêu Du vừa nhìn quái vật bà mắt. Từ khí tức của nó, Lục tiêu Du cảm giác tuyệt đối không dưới tất nguyên hoa hồng tiểu phiền mãn, hồng mộc lão quái. Đây chính là sinh vật Lục Thiêu Du mới gặp lần đầu tiên. Lục tiêu Du cũng không ngờ, trong vết nứt không gian, lại có sinh vật khủng bố như vậy tồn tại. Nếu thả ra bên ngoài, nó cũng là cường giả đỉnh cấp, Sinh vật khủng bố hùng ác nhìn lục tiêu dù nói. Người đã chọc giận ta, vậy thần hồn câu diệt đi. Vừa dứt lời, trên mặt của sinh vật này bắn ra lực lượng, làm không gian rung động. Lục tiêu dù nhìn sinh vật khủng bố ở trước mặt, kiến tức của nó không giới hồng bộc lão quái. Tuy lục tiêu dù không sợ, nhưng mà sinh vật kinh khủng này không hề dễ đối phó. Thần hồn câu diệt, người cũng xứng sao, cút đi cho ta. Cũng vào lúc này, kim đao màu vàng có hành động thân nào không động nhưng đào quang màu vàng bùng phát trong nháy mắt sinh ra phong bạo dữ dội đào mình như sấm sét khí tức khủng bố khủng khiếp từ kim đao màu vàng làm quái vật kia chấn động còn mắt thư bà của nó hoàng sợ thân thể rung rẩy bất diệt thế nhưng dường như bị uy áp kia trấn áp uy áp này lớn tới mức nó không dám chống cự thân thể sinh vật khủng bố này phát ra bây giờ ánh mắt hoảng hốt thân thể khổng lồ của nó hóa thành hồng hoàng chi khí và ký thức âm hàn nhanh chóng lùi ra phía sau giọng nói âm trầm vàng vọng hư không tự tiện xông vào cấm địa các người chắc chắn phải chết thời kỳ phi thường không cần dây dưa với đám quái vật biến dị này trong đời này không biết còn có bao nhiêu đấy kim đao màu vàng không để ý tới lời uy hiếp của sinh vật khủng bố kia nói với lục tiêu du nhưng cẩn thận vẫn là tốt hơn nhìn thấy kim đao màu vàng chấn nhiếp sinh vật khủng bố kia lục tiêu du sau khi khiếp sợ lại hỏi kim đào màu vàng. Đào thúc, vì sao sinh vật khủng bố kia công kích ta mà không công kích ngươi? Rốt cuộc chúng là thứ gì? Nó công kích người là vì trên người của người có linh hồn và nguyên lực chấn động. Đối với nó mà nói là đồ ăn, không công kích ta vì không thể nhìn thấu ta. Kim đao màu vàng nói với lục tiêu dù tiếp. Sinh vật biến dị kia là do thiên địa linh khí lắng động vô số năm hội tụ mà thành. Chúng giết chóc ngập trời, Chắc chắn sẽ có một ít tàn hồn thẩm thấu vào trong không gian này, theo thời gian trôi qua, tăng thêm chỗ tốt từ hồng hoàng chi khí, cho nên sinh ra quái vật biến dị. Những quái vật biến dị này nhận được chỗ tốt từ hồng hoàng chi khí đều cực kỳ khó đối phó, động thủ sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Thật sự là quái vật quái dị sao? Lục Thiếu dù hít sâu một hơi, nếu những quái vật khủng bố này có rất nhiều, như vậy sẽ phiền toái rồi. Đi thôi. Hồng hoang chi khí rất trọng yếu đây. Kim đao màu vàng rứt lời, lại nào xuống phía dưới. Lục tiêu du cũng đi theo đuôi. Phía không gian xa xa, trong khu vực hắc ám, hào quang từ ba con mắt lập lè. Tiếng nói ầm trầm, mang theo sợ hãi vang lên. thì thao nói nhỏ, giả hỏa ngủ xuẩn, các người chết chắc. Lục tiêu du và kim đao màu vàng liên tục đi xuống. Trên đường bị tập kích nhiều lần. Lục tiêu du vô cùng cẩn thận, cũng không biết đi xuống bao lâu không gian này sâu vô cùng vô tận. Trong vết nứt không gian vẫn mông lung lờ mở, giống như hỗn độn, không cách nào quan sát, cũng không biết nơi nào là điểm cuối. Nhưng giai đoạn đường này, Lục Tiêu Du cũng cảnh giác, cũng không nhìn ra có ký thức nào khác. Nhưng mà điểm này lại không đảm cho Lục Tiêu Du buồn lỏng cảnh giác, hắn càng cảnh giác hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc, kim đao màu vàng lại dừng trên không trung, kim mảng phóng tới, không ngừng xoay quanh không gian, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Lục Tiêu Dù đứng sau lưng Kim Đao Màu Vàng, nhìn thấy động tác của Kim Đao Màu Vàng, hắn đánh giá chung quanh. Lúc này vết nứt không gian sinh ra không ít biến hóa, linh hồn nhạy cảm phát hiện ra không ít điều quái dị. Hẳn là ở nơi đây. Sau khi xoay quanh một lúc, thần Kim Đao Màu Vàng chấn động, đột nhiên trên thần đào tỏa ra hào quang màu vàng, nó giống như đại đao hư ảo trực tiếp xuất hiện trên không gian. Đào quang hư ảo rời xuống, không gian chung quanh chấn động rất mạnh đào mạng lập tức biến mất không còn lại gì, Sáu đó đột nhiên bắn ngược trở về phía sau. Giờ phút này, ngay cả kim đao màu vàng cũng sinh ra âm thanh quái dị. Đào thúc, có chuyện gì thế? Biến hóa này làm cho lục tiêu du sinh lòng đề phòng. Ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Không ngờ là phong tỏa không gian, ngăn cản hồng hoàng trì khí tinh thuần tiết ra ngoài. Bổn sự không yếu, xem ra còn có người nhanh chân tới trước chúng ta. Kim đao màu vàng nói bên tai Lục Thiêu Du. Bị người ta nhanh chân đến trước ư. Lục Thiêu Du nghe vậy, sắc mặt hưng phấn, biến thành ngừng trọng. Đây tuyệt đối không phải tin tức tốt lành. Hồng hoang chi khí tinh thuần, nhất định bị người ta tranh chân tới trước. Đây là dành ăn bên miệng hổ. Lục Thiêu Du cũng dò dự. Hẳn là bị nhanh chân đến trước, sợ rằng sự thực còn thổng thấp. Thế nhưng, người thế thế nào, có muốn vào xem hay không? Kim đao màu vàng hỏi Lục Thiêu Du một câu. Lục tiêu dùng nghe vậy không chút do dự. Con vịt đun sôi, tuyệt đối không thể để nó bay được. Khí tức chấn động nói. Đương nhiên ta cũng muốn biết là ai nhanh chân tới trước. Còn phong ấn không gian này, không cho người ta chiếm được chỗ tốt. Tên này quá hung ác rồi. Tốt lắm, có can đảm lắm. Vậy thì đi xuống đi. Kim đao màu vàng rất lời. thân đao sinh ra âm thanh trầm thấp thật lớn. Tiếng nổ mạnh như lòng ngầm vang lên. Lập tức, thân đao màu vàng tỏa sáng rất mạnh hào quang màu vàng ăn mòn không gian trong nháy mắt không gian bị xuyên thủng không gian xung quanh bị kìm quang bao phủ sát khí ngập trời tiểu tử vào đi thôi kim đam màu vàng rất lời thần đào trùn lên lập tức tiến vào trong khe hở lục tiêu du nghe vậy toàn thân bao phủ trong hào quang màu vàng thành đình khải giáp xuất hiện hắn tiến vào bên trong đây là vùng hư không bao la trong bóng tối còn có hào quang màu vàng xuất hiện thời gian không tồn tại trong đời này, không có thời gian lưu chuyển, không gian này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Bên trong còn có khí tức thái cổ, màn hoàng. Trong thời gian này, hồng hoàng chi khí nồng đậm tới tận cùng. Hồng hoàng chi khí không ngừng thẩm thấu ra chung quanh. Khi thân ảnh độc tiêu du xuất hiện trong đời này, linh hồn và nguyên lực tế bào trong tứ chi bách hài hưng phấn và sôi động không ít. Hồng hoàng chi khí tinh thuần như vậy, độc tiêu du hít sâu một hơi, hắn vận dụng hỗn độn ẩm dường quyết, luyện hóa, lập tức luyện hóa hồng hoàng chi khí thành nguyên lực, tăng trưởng linh hồn, củng cố tứ chi bách hải. Hồng hoàng chi khí tinh thuần không ngừng chạy khắp toàn thân. Đây chính là hồng hoàng chi khí tinh thuần nhất, tìm được rồi. Lục tiêu Du vui mừng, hồng hoàng chi khí tinh thuần như vậy, quả nhiên là trí bảo. Người mang bất diệt thiền thể và bất tử thần thể. Lục tiêu Du rất rõ ràng, năng lượng bình thường không có tác dụng gì với cơ thể của mình. Mà bây giờ, Hồng hoang chi khí lại tăng lực lượng thân thể của hắn lên. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Đúng là vật trí bảo mà. Lục tiêu du vui mừng như điên. Kim đao màu vàng nói bên tài lục tiêu du. Đạo thúc chính là chỗ này hả? Vừa thu hỗn độn âm dường quyết lại, lục tiêu du hỏi kim đao màu vàng. Kim đao màu vàng xoay quanh giữa không trung. Nó bảo lục tiêu du nhìn lên trên. Lại nói, chính người ngẩng đầu nhìn thì sẽ thấy rõ lục thiêu du nghe vậy biến sắc ánh mắt lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên không trung kim quang nhàn nhạt bao phủ hư không ánh mắt của lục thiêu du nhìn lên trên không trung ánh mắt chợt ngầy ngốc lập tức toàn thân dựng đứng ngay cả ra đầu toàn thân cũng đổ tung ánh mắt nhìn qua lục thiêu du nhìn lên hư không bao la trên đó xuất hiện quái vật khủng khiếp quái vật này lớn không cách nào hình dung nó ở trong hư không có màu vàng nhạt trong không gian vàng nhạt này làm cho người ta khó mà phát hiện. Toàn thân bao trùm trong lần phiến sáng ngời, cảm giác cứng cáp tràn ngập các nơi. Quái vật khổng lồ này, lòng không phải lòng, hổ không phải hổ, sư không phải sư, hình thể tứ chi đầy đủ. Nó có đuôi hổ, đầu như cự long, cổ có bờm như sư tử. Nhìn quái vật khổng lồ này, lục thiêu du có thể dò xét phạm vi rất lớn, nhưng lục thiêu du khó mà dò xét toàn bộ thân thể của nó. Đây tuyệt đối là quái vật lớn nhất mà lục tiêu du từng gặp qua. Làm cho lục tiêu du hoảng sợ chính là ánh mắt của quái vật giống như sao trời. Nó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đối diện với ánh mắt này, lục tiêu du cảm thấy linh hồn rùng động. Ánh mắt kia dường như có thể thôn vệ thiên địa, làm cho linh hồn lục tiêu du hoảng sợ, lồng tơ toàn thần dựng đứng. Từ lúc đi ra khỏi trấn thanh vân tới bây giờ, đến cổ vực, đến vần dương tông, đến đông hải, đi tới ba ngàn đại thế giới. Mãi cho đến hôm nay, lục thiêu du gặp vô số cường giả gặp vô số hiểm cảnh nhưng hiện tại đôi mặt với ánh mắt này hắn cảm thấy vô cùng chấn động đây là thứ quái quỷ gì vậy áp chế sự hoảng sợ lục thiêu du lập tức vận chuyển nguyên lực thân ảnh lùi tới bên cạnh kim đa màu vàng đến thời điểm này lục thiêu du mới ý thức được đây là lần đầu tiên hắn không dám đánh và chạy khó tranh trên đường đi không gặp nguy hiểm khác thì ra là vì gia hỏa khủng bố này ở đây không nghĩ tới trong tiền điện lại xuất hiện tồn tại khủng khiếp như vậy. Ở thời điểm viễn cổ cũng khó mà gặp được, thì ra là gia hỏa nhanh chân chiếm hồng hoàng chi khí trước, chính là đám quái vật này. Cây đao màu vàng phóng thích kim quang, lập tức xuất hiện trên đầu vài lục tiêu dù. Đào thúc, thứ này là cái gì? Cũng là quái vật biến dị sao? Lục tiêu dù ngạc nhiên, có ai nghĩ tới trong không gian này có quái vật khủng bố như thế chứ? Vừa rồi chúng ta gặp đám quái vật biến dị, so với già hỏa này còn không tính là cái rắm gì, căn bản không cách nào so sánh với nhau. Kim Đào màu vàng lúc này hơi run lên, nói với Lục Thiêu Du: những quái vật kia thật không đơn giản, cũng chỉ có thời điểm viễn cổ mới tồn tại. Ta không nghĩ ra vì sao đám già hỏa kia vẫn tồn tại. Có lẽ là vì hồng hoàng chi khí ở nơi này mới thành nghén ra quái vật khủng bố như thế. Nói như vậy, những quái vật kia không phải đã quái vật biến dị, là sinh linh thật thể. chẳng lẽ? là linh vật trời sinh Lục thiêu dù hỏi kim đào màu vàng có thể nói đám quái vật kia là linh vật trời sinh nhưng không phải linh vật trời sinh bình thường có thể so sánh cấp độ của chúng còn kém linh hồn phần thân thái cổ u minh viêm của người một chút mà thôi kim đào màu vàng nói ra mạnh như vậy sao lục thiêu dù đã biết rõ ra hỏa trước mặt bất phạm bây giờ nghe ra đã khiếp sợ không nhỏ lục thiêu dù biết rõ cấp độ của thái cổ u minh viêm nó là sinh vật sinh ra trong thế giới hỗn độn, hoàn toàn cung cấp với đám viễn cổ đại năng. Mà quái vật trước mặt hơi kém thái cổ u minh viêm một ít mà thôi. Trình độ cường hãn có thể nghĩ, nhưng mà khí tức của nó mạnh hơn thái cổ u minh viêm quá nhiều. Đầu chỉ mạnh hơn, miễn dịch linh hồn công kích và vật chất công kích, không gian công kích và thời gian công kích không có bao nhiêu tác dụng. Người nói nó có mạnh hay là không? Kim đao màu vàng trả lời lục tiêu du. Quá nó chứ, đây không phải tiểu long thứ hai sao? Lục tiêu dù chợt kinh hãi, miễn dịch linh hồn công kích, miễn dịch vật chất công kích, loại biến thái này chính là tiểu long thứ hai, gia hỏa này quá khó đối phó rồi. Tiểu long sau này có lẽ mới sánh bằng gia hỏa trước mặt, nhưng mà bây giờ còn chưa được đâu, ít nhân thực lực hiện tại cũng không được. Kim đao màu vàng cực kỳ hiểu tiểu long, thở dài nói, những gia hỏa kia là hồng hoang thần thú, cùng đổi danh với thành long, bạch hổ, huyền vũ chủ tước trong đó có một ít còn mạnh hơn thanh long bạch hổ huyền vũ chủ tước đấy là tồn tại khủng bố trong thiên địa này ngay cả viễn cổ đại năng cũng ít dám chọc tới chúng hồng hoàng thần thú sao lục tiêu du thì thảo lúc này xem như mở rộng kiến thức hít sâu một hơi hắn cố gắng áp chế sự khiếp sợ trong lòng sau đó nói với kim đào màu vàng đào thúc thực lực của nó thế nào từ khí tức mà xem thì chắc đã tới cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong rồi đấy. Kim đao màu vàng thì thao nói, nhưng mà với thiên phú và năng lực của nó, tuy là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, nhưng cho dù đại sư tỷ của ngươi cũng không đảm gì được nó đâu. Tôi đà cũng chỉ đánh bại nó mà thôi. Mà mẹ nó, sao lại xuất hiện ở đây? Lục tiêu du thật vất vả, áp chế khiếp sợ trong lòng. Mà kim đao màu vàng nói xong câu này, lục tiêu du cũng khiếp sợ không thôi. Đại sư tỷ là thánh hồng cảnh, cũng không thể làm gì hồng hoàng thần thú. Lục Thiêu Du khiếp sợ, có thể nghĩ. Nó rất dài dòng, thế nhưng Lục Thiêu Du và Kim Đào Màu Vàng nói chuyện chỉ mấy lần hô hấp mà thôi. Ánh mắt quái vật hồng hoàng thần thú nhìn Lục Thiêu Du, nó như nhìn con kiến trước mặt nó vậy. Ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, lúc này trống lên một tiếng trầm thấp, nhưng vòi trồng phong bạo sinh ra. Phong bạo khủng bố quét qua nơi này, lập từng bao phủ toàn thân Lục Thiêu Du. Lực lượng khủng bố đẩy Lục Thiêu Du ra sau, thần thể chấn động. Điện tiêm bay ra sau trăm mét, thì lục tiêu du đạp mạnh vào hư không mới đứng vững. Ánh mắt nhìn qua phiến sương bù trước mặt. Ánh mắt kinh ngạc càng lớn. Hắn bị một hơi của quái vật kia thổi bay trăm mét. Thực lực cỡ này làm lục tiêu du cũng phải khiếp sợ. Người cũng quá vô dụng đi. Kim đao màu vàng sinh ra đao mang, kéo dài qua không gian, đạp lên vai lục tiêu du. Ánh mắt của hồng hoàng thần thú vẫn nhìn lục tiêu du dường như lục thiêu du có gì hấp dẫn nó. Đào thúc, đừng nói lời châm chọc, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lục thiếu du trừng mắt nhìn kim đam màu vàng, hồng hoang thần thú cửu nguyên đại viên mãn, miễn dịch linh hồn công kích, miễn dịch vật chất công kích, đại sư tỷ cũng khó làm gì được nó, cho nên lục thiêu du hiện tại không sinh ra tầm chống cự. Thực lực chênh lệch quá xa, căn bản không cách nào là chơi được. Cuối cùng muốn chống lại hồng hoàng thần thú, lục thiêu du tự biết chỉ đã đi tìm tai phạm mà thôi. Phải làm sao bây giờ, chỉ có hai con đường thôi. Kim đao màu vàng đối với lục thiêu dù nói. Thứ nhất là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây, nhưng mà nó nhìn chăm chăm vào ngươi như vậy. Đây là địa bàn của nó, dựa theo tập tính của hồng hoàng thần thú. Trong địa bàn của nó, tuyệt đối sẽ không cho phép có sinh linh thứ hai tồn tại. Cho nên, người có thể an toàn đi ra ngoài hay không còn khó nói lắm. Thứ hai là gì? sắc mặt của lục tiêu du cực kỳ ngưng trọng linh hồn lực nhạy cảm quan sát lục tiêu du cũng biết đào thúc không có nói dối thứ hai thế nào ư ừ. sắc mặt của lục tiêu du cực kỳ ngưng trọng linh hồn lực nhạy cảm quan sát lục tiêu du cũng biết đào thúc không hề nói dối hắn hồng hoàng thần thú kia đã nhìn chăm chăm vào mình khí tưng dần dần tập trung lên người hắn thậm chí lục tiêu du có thể cảm giác được khí tức chấn động trên người hồng hoàng thần thú nhưng mà lựa chọn thứ nhất cho dù thành công đào thoát cũng không cách nào đạt hồng hoàng chi khí tinh thuần nhất. Nội tâm của lục thiêu du không cam lòng, Trước mắt nhìn chí bảo bay qua trước mặt, nhưng chỉ có thể nhìn thôi. Lục tiêu du cảm thấy đã đủ biệt khuất rồi. Kim đao màu vàng nghe vậy nói với lục thiêu du. Lựa chọn thứ hai là hỏa phúc tường y. Hồng hoang thần thú chính là tồn tại đặc biệt, bởi vì hồng hoang chi khí mới diễn sinh ra. Nó lại sinh ra trong khu vực phòng ấn, cho nên lúc này Tuy có tu vi cửu quyền đại viên mãn Đình Phong, tuy sớm có linh trí, nhưng linh trí cực kỳ ngây thơ. Ta vừa vặn biết rõ một ít tập tính của Hồng Hoàng Thần Thú, có lẽ là hóa họa thành phúc. Đào Thúc, người đừng có quanh cỏ nữa, nói thẳng ra xem nào. Lục Tiêu Du lại hỏi Kim Đào Bồ Vàng. Ánh mắt Hồng Hoàng Thần Thú vẫn nhìn chăm chăm vào mình, làm cho tóc gáy toàn thân của Lục Tiêu Du dựng đứng cả lên. Lục Tiêu Du cảm thấy nguy hiểm rồi đây. Rất đơn giản, nếu người đánh bại được nó, dùng linh trí ngây thơ của nó hiện tại, người muốn thù phục nó là tốt nhất. Theo ta được biết thì, người chỉ cần đánh bại được nó, nó hơn phần nửa chọn thần phục ngươi. Hồng hoang thần thú miễn dịch công kích vật chất và linh hồn công kích, muốn thù phục chiếm nó, chỉ có một biện pháp thôi. Kim đao màu vàng nói xong, lại nói ra. Nhưng ta vẫn nói trước, thời đại viễn cổ không có tên đại năng nào dám đánh chủ ý lên hồng hoang thần thú. Người muốn đánh bại nó, sợ rằng nói chuyện hoàng đường nhưng muốn lưu lại đây và đạt được hồng hoàng trì khí tinh thuần nhất cũng chỉ có như thế bằng không chính là đi tìm chết vậy thì làm sao bây giờ không có lựa chọn nào khác sao lục thiêu du nghe kiềm đào bầu vàng nói thế thì chợt khiếp sợ đây quả thực là không có lựa chọn nào khác một là trốn chạy để khỏi phải chết còn không nhất định có thể chạy thoát được hai là đánh bại hồng hoàng thần thú kia lựa chọn một cái lục thiêu du biết rõ chính mình sợ rằng phải hối hận cả đời. Nhưng lựa chọn cái thứ hai, thì lục tiêu du biết rõ, chính mình đang tìm tài vạ, căn bản không thể nào hoàn thành được. Bỗng dừng, lục tiêu du nhìn qua kim đào bầu vàng, ánh mắt hiếp lại, lại nói, đào thúc, người khôi phục không ít rồi, người có thể đánh bại hồng hoàng thần thú hay không? Đừng có nhìn ta, vừa mới phá vỡ phong ấn không gian đời đây, còn có một tầng phong ấn kia, tà tiêu hào cũng không ít, bằng không cũng không cần người ra tay ta lưu lại chút khí lực cũng không thể làm gì. Người cảm thấy ta còn hữu lực giúp người đối phó nó sao? Kim đao màu vàng trả lời, lục tiêu du cảm thấy bắt đầu tuyệt vọng. Bây giờ rút cuộc hồng hoàng thần thú nhìn thẳng vào lục tiêu du. cảm giác khí tức chấn động trên người lục tiêu du. Rốt cuộc không hề rõ xét nữa. Trên người của nó sinh ra kim quang nhàn nhạt, Sau đó há miệng, giống như lỗ đen. Sau đó trực tiếp thôn phệ lục thiêu du. Khi quay vật khổng đầu này thôn phệ, cả không gian cũng bị cắn nuốt, cả viễn không gian và hồng hoàng trì khí thôn vệ vào trong miệng, bao gồm cả lục tiêu du nữa. Khi ấy đối mặt với lực hút bực này, thân ảnh của lục tiêu du bị hút đi mà không thể làm gì được. Khốn nạn, đây là thực lực cửu nguyên đại phiên mãn đỉnh vong sao, mạnh quá. Lục tiêu du thét lớn một tiếng, trong thời gian thật ngắn, thành đình khải giáp bắn ra hào quang màu xanh. Từng âm thanh như lưỡi mát va vào nhau vang lên, âm thanh rằng rắc vàng vọng. Trên người của lục tiêu du xuất hiện đôi cánh chim màu trắng xanh. Hắn nhanh chóng chạy thoát khỏi lực hút. Hồng hoang thần thú phun khí ra khỏi mũi. Khi lục tiêu du dãy ruộng chạy ra, hồng hoang thần thú hơi ngạc nhiên. Nó nhấc chân phải lên như cây cột chống trời, nện vào người của lục tiêu du. Hồng hoang thần thú đạp một cái, sinh ra không gian phòng bạo khủng khiếp, làm cho lục tiêu du không ngừng trốn thoát. Không xong rồi. Lục tiêu du thầm nghĩ không xong tâm thần cấp tốc khống chế thanh trụ hư không rực. Dường như ngay lập tức, thanh trụ hư không rực biến đôi cánh thành thiết cầu, bao bọc thân thể vào bên trong. Tất cả hoàn toàn không cách nào chống cự được. Một dấu chân lớn như ngọn núi nện xuống, đạp vào thanh trụ hư không dực, Sau đó không gian đất vỡ từng khúc, cả phiến hư không lé lên rồi biến mất. Năng lượng cường hãn khuếch tán ra chung quanh. Thanh trụ hư không rực biến thành viên cầu bị đạp xuống, hào quang lập rè, âm thanh rạn nứt vang lên không dứt bên tai. Chủ nhân, ta không cách nào chống lại, thực lực đối thủ quá mạnh. Thời điểm thanh trụ hư không dực ổn định lại, âm thanh khí linh thanh trụ hư không dực vang lên bên tai lục tiêu du. Thanh trụ hư không dực từ từ mở rộng ra. Thanh trụ hư không dực hồn nhiên thiên thành, bị một cước kia đạp xuống. Lúc này rạn nứt không ít, hào quang ảm đạm hiển nhiên bị tổn thương không nhẹ. Vào lúc này, ngay cả thanh linh khải giáp trên người lục tiêu du cũng bị trạng đất không ít. Dưới lực trùng kích bực này, tuy có thành trụ hư không rực và thanh linh khải giáp chống cự, nhưng lục tiêu du vẫn phùn máu tươi. Người khôi phục trước đi, lục tiêu du thu thanh trụ hư không rực vào trong đan điển khí hải khôi phục, thò tay lao máu trên khóe miệng. Trên không trung hồng hoàng thần thú đang nhìn lục tiêu du, ánh mắt của nó nghi hoặc giống như đưa bé nhìn con kiến, sau đó lại không hề dấu hiệu đạp lục tiêu du một cước không gian rùng chuyển và trạn đứt. Thật cho rằng ta dễ kỳ dễ như thế sao? Một cước này đạp xuống, đồng tiêu dù kẹ cắn môi, há mồm, quát một tiếng. Thành linh khải giáp bắn ra điện quang màu tím. Thân thể của hắn bành trướng, trong nháy mắt, thúc giục bất diệt là hán tượng. Thân thể to lớn như núi đứng vững trên không trung. Điện quang chạy khắp toàn thân, ký tức hủy diệt bao phủ khắp nơi. Thân thể bất diệt là hán tượng biến lớn. Lúc này đánh ra một quyền và một cước của hồng hoang thần thú kia. Quyền và cước va chạm với nhau, không gian tàn vỡ không ít, điện quang màu tím lập loè, không gian vỡ ra một khe hở cực lớn. Dưới một cước này, bất diệt là hán tượng lui lại liên tục hơn 10 bước mới đứng vững, điện quang tự kim bao phủ toàn thân, nguyên được trong người hỗn loạn, cánh tay phải tề dại và đau đớn kịch liệt. Mà hồng hoang thần thú lại vô sự, một quyền của lục tiêu du không làm nó rung động mảy mày một chút nào. Lúc này lục thiêu du biến thành bất diệt là hán tượng to như ngọn núi, nhưng mà so sánh với hồng hoàng thần thú lại không khác gì thần thường cặp dân trời thứ thiệt. Hồng hoàng thần thú một cước đã to như quả núi, lục thiêu du đã biến thành bất diệt là hán tượng, tuy không phải con kiến với con voi, nhưng lại là hải ân với lại cự nhân. Thế nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy là buồn cười. Nhìn thấy thân thể của lục thiêu du đột nhiên biến lớn, thân thể của hắn sinh ra khí tức chấn động rất mạnh, ánh mắt hồng hoàng thần thú tỏa sáng, giống như hà hải tử nhìn thấy đồ trời mới. Hồng hoàng thần thú giống to, tiếng trống hóa thành song âm như thực chất, thân thể khổng lồ lao thẳng về phía lục tiêu du. Nó xuyên thủng không gian, mang theo thành thế kinh người xuất hiện trước mặt lục tiêu du. Lục tiêu du quát to một tiếng, sau đó cắn răng xuất ra một quyền, đánh thẳng vào hồng hoang thần thú. Một quyền này mang theo điện quang bảo tím, Lục lục thiêu du đánh vào một quyền sắp trúng vào người hồng hoàng thần thú hồng hoàng thần thú lại vui vẻ thân thể khổng lồ của nó xuyên qua không gian trong nháy mắt tốc độ vô cùng nhanh trực tiếp tránh được một quyền của lục thiêu du tốc độ này không phải lục thiêu du có thể đánh đồng được lục thiêu du đánh một quyền thất bại trực tiếp đánh nát không gian đột nhiên có một đạo hào quang như lô đình xuất hiện xuyên qua không gian đánh thẳng vào người lục thiêu du hào quang tới trước người Lục Thiêu Du biết đây là cái đuôi to lớn của hồng Hoàng thần thú đang đánh mình. Lục Thiêu Du không thể né tránh. Linh khí của hồng hoang thần thú nhìn như là ngây thơ. Nhưng khi động thủ rất xào trá, chỉ có thể bằng vào bất diệt là hán tượng mà ngạnh kháng thôi. Trong một cái đuôi này, điện quang trên người Lục Thiêu Du biến mất. Bất diệt là hán tượng của Lục Thiêu Du bị một chiêu này đánh bay ra rất xa. Lực lượng của cái đuôi này vô cùng to lớn, tăng thêm trành lệnh về thực lực là cái hào rộng làm cho thân thể lục thiêu dù bay ra xa miệng phùn máu tươi đỏ thẫm hồng hoang thần thú tìm được niềm vui khi trà đạp lục thiêu dù thời điểm thân thể lục thiêu dù bị đánh lui nó lại đá một cước vào người của hắn chúng một cương to như núi này bất diệt là hắn tượng to như núi bị đá bay như quả bóng ra hắn không ngừng phùn máu tươi trà đạp đây tuyệt đối là trà đạp là trà đạp mang theo ý tứ triều tức Lục Tiêu Du không có lực phản kháng. Mỗi một lần hồng hoàng thần thú động thủ đều mang theo năng lượng thiền địa và hồng hoang chi khí. Giờ tay nhấc chân, có thành thế khủng bố. Năng lượng này áp bách Lục Tiêu Du không thể chống lại. Miệng phun máu tươi, thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du bay ngược ra xa mới ổn định trở lại. Nhìn qua hồng hoang thần thú khổng lồ, thân sắc của hắn khiếp sợ. Trong mắt cũng sinh ra chiến ý cuộn cuộn. Tiểu tử, thế nào? Còn trụ được không? kim đao màu vàng xuyên thủng không gian hóa thành hào quang đáp xuống đầu vai của lục tiêu du lục tiêu du cười khổ cũng không quá quan tâm máu ở trên khóe miệng nói với kim đao màu vàng còn chưa chết được đâu nhưng mà muốn đối phó hồng hoàng thần thú sợ là hậu quả không nhẹ ai ra đã sớm biết như vậy rồi ngũ nguyên hóa hồng muốn đối phó cửu nguyên đại viên mãn hồng hoàng thần thú người đang tìm tài vạ chống lại mấy chiêu còn có thể đứng lên bản thể đã có thể nói là rất mạnh rồi. Nếu là ngũ nguyên hóa hồng bình thường, một ngàn cái mạng cũng không đủ để chết đâu. Kim đam màu vàng cắt lời của lục tiêu du, sau đó nói thêm, khốn kiếp, lại đây. Khi kim đam màu vàng dứt lời, ánh mắt của lục tiêu du trầm xuống, hồng hoang thần thú dường như đã nghiện, nó lại đá một cước về phía lục tiêu du. Một cước này mang theo năng lượng hủy diệt khủng bố. Nghiện xúc, người thật là nghiện rồi sao? Lục Tiêu Du còn chưa dứt lời. Vào thời khắc ấy, kim đao màu vàng không nhúng tay có hành động. Đột nhiên, kim quang khuếch tán ra. Trong kim quang còn mang theo sát khí ngập trời. Dưới khí tức này, hồng hoang thần thú đang khinh bỉ Lục Tiêu Du. Đột nhiên ánh mắt biến hóa, cảm giác được gì đó, đội tâm của nó trở nên bất an. Âm thanh như sấm sét vang lên. Kim đao màu vàng sinh ra kim quang, ngừng tụ thành đào quang màu vàng. Khi đao quang màu vàng xuất hiện, tỏa ra hào quang vạn trượng, phóng thích sát khí ngập trời, khí tức bá tuyệt thiên hạ bùng nổ. Một đao này mang theo xu thế vô cùng bá đạo, không có bất cứ chần chờ gì, trực tiếp chém thẳng vào chân hồng hoàng cự thú. Cả hai chạm với nhau, bây giờ âm thanh như kim loại va chạm vào nhau vang lên. Đào quang chém vào bốn cước kia, hồng hoàng chi khí và năng lượng khủng bố rút đi. Đào quang có thể ăn mòn hồng hoàng chi khí. Hào quang lập loè, hồng hoàng thần thú giống lớn nó như một cước kia trở về thù lại trong bờ hồ trên cước xuất hiện kẻ hở hiển nhiên là bị thương nhẹ đào thúc thuộc lại trâu bò lục tiêu du nhìn thấy cảnh tượng này trong nội tâm chợt hưng phấn hồng hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích và linh hồn công kích nhưng một đao của đào thúc có thể làm nó tổn thương có thể thấy đào thúc hùng hãn đến cỡ nào tiếng rống vàng lên không dứt bền tai chân phải của hồng hoang thần thú đập mạnh hiển nhiên một đạo này làm nó xuất hiện cố kỵ. Nhưng cố kỵ này cũng không có nghĩa là hồng quang thần thú e ngại, thậm chí nó bị kích thích. Trong ánh mắt màng thèo tức giận, thân thể cổng đồ chấn động, bốn phó đạp mạnh, kim đao màu vàng sinh ra thành thế khủng bố hơn, đào quang sáng lạng, chém thẳng về phía thân thể khổng lồ kia. Kim đao màu vàng đổ vang, sấm gió vàng vọng, sát khí quét qua các nơi, không gian bị phá hủy, mỗi một đạo đào quang trực tiếp xé rách không gian, lập tức bào quan không gian thật lớn, chém thẳng về phía hồng hoàng thần thú. Đào quang ngút trời, lập tức chém thẳng vào thân thể hồng hoàng thần thú. Anh đào chém vào hồng hoàng thần thú, năng lượng giảm đi không ít, nhưng lúc chém vào lần phiến dày đặc của hồng hoàng thần thú, hoa lửa từ lần phiến bắn tùng té. trên lần phiến có vết lõm vào thật là sâu. Hồng hoàng thần thú trống to, lần phiến không còn bị làm sao, nhưng dường như nó cũng cảm thấy cực kỳ đau đớn kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo